Xin chào bạn, hôm nay chúng ta cùng ngó nghiêng cái máy kẹp trứng bánh mì sandwich nhé. Wow, hàng nội địa Trung. Sách hướng dẫn, toàn tiếng Trung thôi, nhưng mà cũng đơn giản mà. Sáng người ta ăn bánh mì sandwich kẹp phát nó nướng nóng mà. Nước chấm dính. Chỉ bằng một bàn tay một miếng bánh sandwich, các bạn cho một miếng bánh mì chỗ này, cho vào đây, kẹp vào đây. Nắm vào lưỡng, trời, dây điện đây, ba chạc, hàng nhỏ nhắn xinh xắn, màu sắc đẹp, công suất có vẻ to đấy, mình thấy công suất cao các bạn ạ, công suất 650W cơ mà, ui, thế thì nhanh, nóng lắm, sản phẩm đang có bán tại săn hàng rẻ nhé, cảm ơn các bạn đã xem.